Vì sao chúng ta học Phật là niềm vui lớn nhất? Vì từ khi mà mình được tiếp nhận Phật Pháp, mình sống những ngày tháng có ý nghĩa. Con người sống vui nhất là mình sống những ngày tháng có ý nghĩa. Nên mỗi một người ngày xưa người ta sống, ta chạy theo những cái lý tưởng tốt đẹp, những cái lý tưởng cao thượng trong cuộc đời. Khi con người sống mà mang một cái tâm cao thượng thì tâm lượng nó phát sanh từ đó mà rộng lớn. Mà tâm lượng mà nó rộng lớn rồi thì con người nó thường vui à. Mà cái niềm vui ngay cái chỗ tâm lượng rộng lớn vì người, niềm vui nó không có bờ mé. Còn cái niềm vui mà thu gom lại cho bản thân mình thôi, niềm vui nó giới hạn. Nên rất là nhiều người người ta giàu sang lắm nhưng mà người ta không có vui. Tại vì sao? Vì người ta có giới hạn. Có giới hạn nên cái niềm vui nó ít dữ lắm. Tâm nhỏ mà sao vui lớn được? Tâm nhỏ thì khó thế nào vui lớn được. Nên con người muốn phát lên một cái niềm vui rộng lớn là từ phát tâm lượng lớn. Nên nói là tâm lượng lớn thì phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Ví dụ như mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo đi, cái duyên mình ở đây mình cũng dễ độ thân bằng quyến thuộc mình. Nên mình nghĩ những cái việc đó là mình thấy nó quá ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Rồi mình mỗi ngày mình làm việc gì trong ngôi Tam Bảo này cũng là vì tất cả mọi người để mà mình làm. Nên tại sao mà mình ăn ngon ngủ yên biết không? Tại vì mình không có gì cá nhân mình, vì mọi người không à. Nên á, mình ăn ngon ngủ yên. Rồi con người mình á, nó ít bao giờ bị kích động của cái tác động bên ngoài tác động đến. Là vì sao biết không? Là vì mình học Phật, mình mục tiêu giải thoát. Nên cái tác động bên ngoài mình không cần thiết nữa. Tại vì sao? Vì cái danh, cái lợi của người mình không có cần quan trọng quá. Mà con người khi giảm danh lợi thì tức khắc cái ngã giảm. Mà cái ngã mình mà giảm xuống thì cái tác động bên ngoài nó không ảnh hưởng nhiều. Con người ta vì sao thế gian người ta dễ bị tác động? Một hai lời nói việc này việc kia một chút là tác động được họ. Họ dễ phiền não lắm. Vì sao? Vì cái danh, cái lợi họ nặng quá. Nên cái ngã theo đó mà tăng. Nên đụng đến cái là không có được. Thí dụ như giờ người lớn ta la mình, mình nhịn. Việc này đúng rồi, người lớn la mình. Còn con nít nó la ngược mình mà mình có thể không phiền não được, khó. Nít mà nó la ngược mình mà mình không phiền não, khó. Thí dụ như một đứa trẻ mà nó lại đứng một vị trí cao, mình già mà mình đứng vị trí thấp, đứa trẻ này nó sắp xếp, nó điều hành mình luôn, mình không phục. Cái không phục của mình không chịu suy nghĩ. Là người ta làm được thì người ta chỉ đạo mình. Mà mình chỉ có cái không phục là cái gì biết không? Là nó nhỏ mà chỉ đạo mình. Là do mình lấy cái ngã ra mình để mình không phục. Mà mình không biết rằng cái vai trò người ta tuy nhỏ, tuổi nhỏ nhưng cái vai trò người ta lớn. Nên mình hạ cái ngã xuống thì tức khắc người ta lại kính mình. Hạ cái ngã xuống thì người ta lại kính mình. Người ta kính mình ngay cái chỗ là mình lớn tuổi mà ta sắp xếp mình nghe lời răm rắp, nên người ta kính trọng mình. Dưới cái công việc thì người ta sắp xếp, nhưng dưới cái tâm người ta rất kính trọng mình. Và người ta còn học tập mình nữa chứ. Ta học tập mình vì ta thấy mình lớn tuổi mà làm việc có quy tắc, rồi biết chấp hành nội quy, biết cách sống. Nên người ta nhìn từ góc độ đó mà người ta kính trọng mình á. Chứ không phải rằng là ta chỉ đạo mình là mình lép hơn người ta, không phải đâu. Cái người mà bị chỉ đạo chưa chắc là lép hơn người ta, mà là mình là người hiểu cách sống, mình là người chấp hành quy củ, đi đâu cũng hiểu cách sống, thì người ta lại càng kính mình. Tuy vị trí người ta cao đó mà người ta lại học mình, người ta lại tôn trọng mình, người ta học mình. Tại vì ngay cái chỗ là mình biết sống, người ta luôn luôn kính trọng mình à. Tuy là vị trí người ta cao đó mà người ta đi hỏi mình đó, nhưng mà cái người được đặc trách
vai trò cao á, cũng nên hỏi người đó. Tuy là mình được đặc trách, nhưng mình khi làm việc mình nói một câu vậy nè, khi con mà cái gì không hiểu cô chỉ giùm con, hoặc có gì con hỏi cô nên giúp con hết lòng, vì mục tiêu của chúng ta là phục vụ Tam Bảo. Tại thầy đặc trách cho con vai trò này, chứ con cũng không quan trọng gì tới cái chuyện mà trưởng ban gì đâu cô à. Nhưng mà tại thầy đặc trách thì con cố gắng, nên con cái gì mà cô cần chỉ dẫn con, nhắc nhở con, cô giúp giùm cho con. Tuy là vai trò mình trên mà mình lại nói câu đó, nên người ta cũng kính mình. Mà cái người lớn kia lại có quy tắc, thì cái người trên này lại kính ngược lại. Có nghĩa là hai bên kính nhau thì cuộc sống hài hòa, đúng không? Rất là hay. Nên học Phật vì sao là niềm vui lớn nhất? Vì nó hạ cái ngã được. Vì mình học Phật là mình học cái giải thoát. Mình đã học Phật rồi là mình muốn học giải thoát à. Đó. Mà đã là giải thoát thì là an vui à. Còn nếu như mình học mà không có tâm giải thoát là mình không có an vui đâu. Con người nếu mà không có tâm giải thoát là đụng cái gì phiền não nấy, đụng cái thứ gì cũng phiền não chứ. Người ta lấy dép cái cũng phiền não. Người ta đi ngang mình cái, mà cái tà áo người ta quét vô mặt mình cái, mình cũng bực bội, sân si, muốn chạy thì xé áo người ta. Con người mình á, cái ngã mình rất là lớn luôn. Mình lớn gì nè, mà ai đi ngang mình mà ta không cúi ngang đi ngang, mà ta sẵn sẵn đi ngang là trong tâm mình đã tức rồi. Thứ gì nó không biết điều biết gì, đi ngang mà không biết cúi đầu. Tuy là mình dạy người ta là đúng, nhưng nếu mà cái ngã của mình đặt vấn đề đó là mình sai. Cái ngã mình đặt vấn đề là sai, còn mình dạy người ta là đúng. Thấy không? Mình dạy người ta chứ mình đừng có cái ngã đó. Mình đó đừng có cái tâm là tại sao nó làm gì với tao. Nó không hiểu. Nó không hiểu mà chắc nó làm gì. Cái đứa hiểu thì nó sẽ làm đúng mà. Còn cái đứa nó không hiểu mà. Ví dụ như giờ đứa nít nó đi vô chùa, nó chưa biết cái vụ đó. Nó đi ngang người lớn, nó đi thẳng lưng, nó đi ngang, vì nó chưa được dạy chỗ đó. Nếu như một ngày nào nó nắm được vậy thì nó nhất định nó đi ngang, nó cúi đầu. Mình lấy thí dụ đi. Có khi những đứa ngồi ăn cơm, có nhiều bà bạn đầm bạn riếp, đồ bà đi ngang, bà đi chổng chổng chổng, bà đi ngang thí đại. Bà đi ngang thì kệ bà. Mình nghĩ như năm xưa, mình ngồi mình ăn, người ta đưa cái đít vô mặt mình chăng nữa cũng được, nhưng đừng nói chi đi ngang. Hiểu chưa? Bây giờ tại sao người ta đi ngang cái là mình đã tức rồi. Nó nên cái tu của mình xem lại chỗ đó đó. Không khéo nó cái ngã nó sanh từ chỗ đó mà ra. Nên cẩn thận. Nên đúng ra mình càng tu lâu thì hạ cái ngã xuống. Chứ nếu càng tu lâu mà cái ngã nó càng lớn lên là ghê lắm á nghe. Cuối cuộc đời khó giải thoát lắm. Cái đó là gọi là bị sợi dây xiềng xích chói buộc. Chứ nó không phải giải thoát đâu. Cái giải thoát là nó an vui tự tại. Nó ít bao giờ buồn giận ai để trong tâm lắm. Mình ngày nào mình cũng vui là vì mình không có buồn giận ai để trong tâm. Chứ nếu như mình mà buồn giận ai để trong tâm là mình không có vui đâu. Không có vui đâu 100% luôn. Có hai đứa bé nhỏ xíu à. Nó mười mấy tuổi. Hai đứa nó vô đây nó tu, nó quýnh lộn nhau làm sao. Quýnh lộn nhau gì. Rồi xong rồi những đứa kêu lại, những đứa nói chuyện, những đứa sắp xếp. Sắp xếp cho hai đứa nó hòa thuận. Rồi xong rồi những đứa nói giờ hai đứa con á, hòa thuận nhau đi. Cái đầu tiên thì nó cũng nói để con kêu mấy đứa nó vô làm chứng, nhỏ nó đánh con. Rồi xong rồi những đứa nó thôi khỏi con. Mình lôi ra chi tùm lum chuyện mệt lắm. Các con mục tiêu đi vô chùa, quý thầy giúp đỡ chứ đâu phải những đức đi xử lý như tòa án đâu mà. Đi lôi ra phân chành. Việc trong chùa thường trụ những đức còn sắp xếp ấy một chút chứ. Còn các con vô đây chỉ là mùa hè thôi. Chị em khắp nơi nơi về đây cùng là tình bạn vô đây. Nhưng mà hai đứa khi mình hỏi ra thì hai đứa giống hệt. Một là gì? Điều gia đình cha mẹ ly hôn hoặc là không có hạnh phúc. Điều gì không? Hiểu không? Nên nó từ nơi đó mà tại sao mà đối với nữ ở ngoài đời những đứa không bao giờ chơi chung nha. Không bao giờ. Những đứa chỉ có cái là mấy cô mình trong chùa là nó nhiệt tình, nó phục vụ các cụ già. Những đứa tớ lui chơi với tụi nó. Tại vì sao? Vì người trong chùa của mình, người nhà của mình, mình chơi chung với người nhà mình, nó đã xa hết bên ngoài. Nó quanh năm suốt tháng trong đây nó phục vụ các cụ già đại chúng. Nên mình chơi chung với nó cho nó vui. Nó vui để nó phục vụ chúng sanh.
Còn cái Phật tử bên ngoài không bao giờ. Quý vị thấy từ xưa tới giờ những đức chỉ có giảng pháp, không có tiếp Phật tử. Không có tiếp gì chứ, không có tiếp gì. Ít bao giờ mà có tiếp ai. Tại vì sao? Mắc còng. Khi họ đến họ ngồi gần mình, bắt đầu họ nói người này người kia người nọ, mất công mình dính vô phải không? Thà không tiếp vẫn là đặc biệt. Nên những đức cái gì chứ, quý chúng trong chùa mình, quanh năm suốt tháng 7-8 năm, chục năm sống với mình, không có bao giờ mà đi đâu, không bao giờ mà đòi hỏi con muốn đi chơi đi gì chứ. Toàn là ở trong chùa để phục vụ các cụ già. Nên cái tấm chân tình đó mình phải đối đáp lại làm sao cho nó đúng. Còn ngoài người ta vô vài bữa người ta chạy về mất tiêu. Nên mình lo đến một mảng nào thôi, mình không có phải quá nặng nề. Nên những đức khuyên cô Nhật mình phải giữ cái huệ mạng của mình. Con cháu người ta mà được vô tới đây cũng mừng rồi. Mà con nít bây giờ một ngày ăn 29 ngày nhịn, mình đây mình nói khô cuống họng. Nó về từ cha mẹ nó hoặc là nó đi vô trường học nó lặt lại hết trơn rồi. Chúng ta hâu hơ cạn tiếng chi, gieo duyên thôi chứ đừng có đặt vấn đề nặng quá. Vậy thì mình khỏe re. Nó đến với cái cuộc đời này, quý vị đừng có đặt vấn đề gì ở bên ngoài quá. Cảnh ngoại duyên đừng có quá đặt vấn đề. Cái quan trọng là bản thân mình nè. Bản thân mình mà tu mỗi ngày mà an lạc vui vẻ, đó là đặc biệt nhất. Đó. Nên con người mình, khi mình nghe cái gì mà tác động đến mình, đừng có đông đổng. Đừng có giống như mà hét la rồi đùng đùng lên. Nhất là phải nữ, nghe cái gì ai nói mình cái là đông đổng lên vậy đó. Đông đổng la lên. Sao nó nói tôi gì? Sao nó nói tôi gì? Nào chạy lại cái la lối sùm tầm bậy tầm bạ đúng không? Đó, còn đây thì người ta nhắc lên vậy có không có là thôi. Không quan trọng, chuyện nó giống như tôi gói gọn tôi liền ra ngoài biển. Không quan tâm tới. Nên từ nơi đó mà mình nghe gì cũng là một bài học đó, thấy chưa? Nên mình là người tu á, ai mà lỡ nói mình này kia, mình dứt người ta một cái, từ đó sao đơn luôn, hết nói luôn. Chứ mà nếu không mình im im, mình họ nó đi lụm lặt á. Ồ tối ngày nó tưởng nó lại đi lụm lặt vậy là ngon. Ồ nó lụm tá lả bên nó đem nó đưa rác cho mình tối ngày. Cái đầu này đâu thiết pháp. Cái đầu những đức là nhờ nó đi lụm tầm bậy. Ồ bên cạnh những đức nữ đông gì. Nếu không khéo nó lụm tá lả bình, nó lụm một ngày nó đưa những đức không biết bao nhiêu mà nói. Phải chi mà sầu riêng trái giải nó đưa không nói làm chi. Nó đưa toàn là hộp sầu riêng nè, vỏ sầu riêng nè, vỏ trái giải nè. Nó ăn ruột hết trơn, nó đưa vỏ cho mình á. Nó lụm đi vậy, nó lụm gì phải chi mà nó lụm nguyên trái sầu riêng ngon lành. Rồi nguyên trái giải, nguyên trái chôm chôm, nho Mỹ đem gì thì cũng được đi, toàn là lụm vỏ không mà, lụm đồ thúi không mà đem gì. Nên những đức từ nơi đó mà những đức không có kêu chúng trong chùa mình làm những cái chuyện đó. Tự bản thân mình dạy người, người ta lãnh ngộ được nhiêu đó là chuyện của người ta. Còn lụm lặt đó trời ơi phiền não lắm. Nên những đức từng nói rằng cái người mà tối ngày đi chăm chích, đi lụm lặt việc này việc kia, cái người này hao năng lượng, một ngày hao 95%. Còn cái người làm việc chân tay cực nhọc á, mà vui vẻ hao chỉ có 5%, tích tụ được 95%. Quý vị coi, tại sao mình không tích tụ nguồn năng lượng? Mình tích tụ nguồn năng lượng thì đặc biệt quá, mình đi làm cho mình hao năng lượng chi ạ? Nên những đức nói quý vị coi, cái người nào mà tối ngày đi nghe ngóng đầu này, nghe ngóng đầu kia, đi nhiều chuyện, nhiều điều, đi xanh xao vàng giọt chứ. Ôm nhơ mặt đen thui, xanh xao vàng giọt chứ. Người ta tu ít gì cũng ít gì cũng coi được chứ. Vì coi qua mấy ông thầy chùa mình có tệ không? Người ta đâu có đi làm mấy cái chuyện đó đâu. Hiểu không? Ai đi làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ, nó tu hành mà. Mình để cho đốt mình nó sạch. Nhiều người ta tu thiền định, người ta mong cái tâm ta tịnh. Người ta còn không muốn thấy nghe cái gì một chút vọng tưởng. Nên chùa tu thiền người ta im re, không nghe tiếng động tịnh, người ta giữ tâm thanh tịnh á. Còn mình mà tội không khéo, mình đi tu tối ngày đi lụm tầm bậy. Nên chúng trong chùa mình nữ gì mà đâu có dám nhiều chuyện với những đức, đâu có dám gặp những đức mà nhiều chuyện nhiều điều. Nên mấy cái bà bên cạnh mà nhiều chuyện là có ngày tôi bẻ răng mấy bà. Còn con nít mà nhiều chuyện có chừng bị bẻ răng sữa đó. Chứ mà biết cái nghe. Các con nhớ những đức tuy là con người vui vẻ và dễ tính, nhưng mà đụng tới những đức là các con khó sống đó. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên từ nơi đó phải nói cho nó nghiêm túc đàng hoàng, nít nôi. Nên phải cẩn thận cái lời nói của mình.
Nên mỗi một con người chúng ta học Phật Pháp, quý vị biết cái vui vẻ tự tại nhất của chúng ta là gì biết không? Mỗi ngày có nhiều nụ cười. Tu tịnh độ thì mỗi ngày nhớ Phật, niệm Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Mình nghĩ rằng tương lai mình ở thế giới cực lạc, chứ đâu mình đâu có ở cõi này hoài đâu. Mình đâu có ở cõi này hoài đâu mà mình tranh giành hơn thua làm chi. Ví dụ như có thằng nhỏ, nó đi vô trong chùa nó tu, nó hiền lắm, rất là hiền. Rồi xong nó qua bên kia nó tu, thì chung với mấy trăm thằng trai. Trai mà, trai thì phải thủ võ đồ chứ, đồ đá đồ lên gối đồ. Trai mà, hiểu chưa? Trai mà không vậy là bị bệnh đó quý vị. Bệnh thiếu sức khỏe, đúng không? Nên nhỏ qua bên kia thấy cũng bị gõ hết mấy cái, bầm tay bầm chân một chút. Bà mẹ nói: thầy, thầy, nhỏ con nó hiền lắm thầy. Qua bển thấy bị quào chạy tay chạy chân, thôi tội nghiệp quá, cho về đây đi thầy. Như Đức nói một câu nè: có khi vậy cũng là tốt. Tốt chỗ nào thầy? Cô thương nó quá, nó chưa có biết cái mùi sống với người ta. Thấy không? Con người mình mà khi nó cứng cỏi, ít ai mà đụng tới mình lắm. Nhìn mặt mình cũng không dám, quân hiếp mình nhìn mặt mình không dám. Hiểu không? Còn nếu con trai mà tối ngày cứ đu đeo theo mẹ, giết nó yếu cái gan mẹ. À, con trai là nó phải tập mạnh mẹ, vì tương lai mình nuôi mẹ. Hiểu không? Chứ không phải mẹ nuôi mình, mà mình nuôi mẹ và nuôi vợ. Con trai là mình nuôi mẹ và mình nuôi vợ luôn. À, còn nếu con trai mà mình cứ đeo theo mẹ hoài là mình thành con gái yếu ớt. Mà mấy thằng con trai khác mà nó ăn hiếp mình là do nhìn mặt mình. Nên cái câu nói của Hòa Thượng nói: ma bắt coi mặt người ta, thấy tên nào nhát nhát thì ma nó bắt hoài. Thấy chưa? Mình mà nhát, mình mà cái mặt mình thỏ đế là nó hù. Bây giờ thí dụ như Đức thấy từ nhỏ tới lớn luôn, chưa bao giờ mà ai dám ăn hiếp những Đức. Thấy từ nhỏ tới lớn luôn, ngộ ghê. Gấp còn nhỏ mấy thằng chòm xốp, không có thằng nào mà dám ăn hiếp những Đức. Những Đức không ăn hiếp nó là thôi, cho nó không dám ăn hiếp những Đức. Biết sao mặt mình ngộ ghê. À, nó gặp mình là nó che che chỗ khác à. Nên hồi xưa còn nhỏ dưới quê miền Tây mà chơi chẻm lon, chẻm dép, băng hình, bắn đạn, thằng nào mà kinh kênh là gặp những Đức là dè, không dám. À, cái mặt mình cũng phải có sát khí gì. Thấy không? Nó nên từ nơi đó mình không phải ăn hiếp ai, nhưng mà con trai nó phải mạnh mẽ một chút. Thấy không? Đó, nên có khi đi vô trong cái lớp học đó nó vậy, về có khi mới nghĩ ra công nhận mẹ cha mình thương mình quá trời luôn. Bên tay bên chân từng chút luôn, không động móng tay mà gặp người khác là nó động mình thiệt á, chứ không phải giỡn đâu nghe. Nó nên người ta mà thương con người ta, thà người ta rèn con người ta. Bản thân mình làm cha là mẹ mình rèn con mình, không có giết con, nhưng mà mình đưa con mình cho người ta rèn là có chừng con mình chết. Thà bản thân mình rèn con mình, giống như người thầy thà người ta rèn đệ tử người ta, còn đưa đệ tử mình ra là người ta giết chết. Nên nó Hòa Thượng nói: đệ tử tôi để tôi rèn. Thấy không? Nó thà Hòa Thượng không rèn. Còn nếu như mà sau này mà thương nó không để sau này là nó bị người ta xử lý. Thấy không? Nên ông thầy thì ông thương đệ tử, sao ông xử lý đệ tử được? Ông chỉ là rèn nó để nên người, để cho nó cứng cỏi thôi, mạnh mẽ, để gặp bão tố cuồng phong nó có sức chịu đựng. Thấy không? Cái đó là ông rèn đệ tử. Như mình bây giờ mình la gầy chúng chùa mình là mình thương người ta, mình nhắc nhở người ta để rèn người ta thành một cái năng lực, để khi mà người ta gặp sự cố gì, nhờ rèn được rồi người ta mới có thể chịu đựng được giông bão, thấy không, trong cuộc đời đó. Nên mình thương người ta mà không khéo mình hại người ta, mình thương người ta mà không khéo mình hại người ta, chứ không có giỡn đâu nghe. Có nhiều người làm cha làm mẹ thương con mà sau này khi mình không còn sống trong cuộc đời này, con mình lại khổ bơ vơ, con mình không biết làm chứ nghe. Nó cái thằng trai cao cao vậy mà không biết giặt đồ, ôi ơi sao không được, nó xíu là phải giặt đồ rồi chứ. Nó cho nó làm việc này việc kia để sao sao nó đi học ở xa, nó tự lo cho bản thân nó được, đó mới là thương con.
Còn mình thương con mà mình không cho động móng tay là mà thua. Ví dụ như con gái mà không làm cái gì hết trơn, sao đi làm dâu sao đây? Bây giờ thà cha mẹ chửi mình vài câu, còn nếu không sau này bên chồng nó chửi mình rồi nó còn đuổi mình ra khỏi nhà. Thấy không? Nó chửi mình mà nó lôi cả cha mẹ ra chửi luôn. Nên nhiều người không chịu dạy con bây giờ, để sau này người ta chửi con mình mà người ta chửi gì nè, dùng cái thứ không biết dạy. Sanh con gái mà không chịu dạy đàng hoàng, cái nhà cũng không biết lau, cái nhà cũng không biết quét. Thấy không? Ta chửi con gái mà ta chửi luôn cha mẹ kìa. Thấy chưa? Thà bản thân mình làm cha làm mẹ mình dạy từ bây giờ đi. Mình cô gì chú bác mình dạy người ta từ bây giờ đi, để sau này người ta nên người. Người ta đi đâu người ta cũng biết cách sống hết trơn á. Đi đâu cũng biết cách sống hết trơn á. Nên con cháu mình đừng có sợ người ta ăn hiếp. Mà mấy đứa nít mà lớn lớn lên chút như đứa cũng vậy. Đừng có sợ người ta ăn hiếp. Làm gì người ta ăn hiếp mình? Nguyên một đời nó sống được, tại sao mình sống mà mình sợ người ta ăn hiếp? Đứa nào ăn hiếp mình, mình nói một câu nè: ê bạn đừng ăn hiếp tôi nghe, tôi dữ lắm á. Bạn biết không, hồi đó có đứa kia nó tưởng nó cái mặt tôi hiền, nó ăn hiếp tôi. Cuối cùng nó ăn hiếp tôi quýnh cái nó chảy máu cam luôn bạn. Nghe cũng ớn hồn chứ giỡn đâu. Thấy không? Xanh mặt xanh mày. Nên mình mà cái gì mình cũng mà sợ người ta ăn hiếp con mình, nên con mình đi đâu bị người ta ăn hiếp. Giết nhát hít rồi. Đó, nhát hít rồi. Giống như mình nuôi đàn gà mình thấy rõ ràng. Khi con gà mà nó nở cái gà con, gà còn nhỏ quá, mình thử mình đuổi. Gà nó chạy. Nó chạy cái mẹ nó đưa cánh ra, chui vô cánh, đúng nhận không? Nuôi gà biết mà. Nó rõ ràng luôn. Xong nó chui vô cánh. Vậy mà mai mốt con gà này nó kiếm thóc ăn được. Nó con gà mẹ nó thấy con gà con á bư lụm thóc ăn được rồi. Là từ đó về sau con gà mẹ đuổi rồi con đi, đi đi mày, đi chỗ khác. Mày kiếm ăn được rồi đi đi. Tao không có dưỡng mày hoài được. Con gà con lỡ mẹ, mẹ mổ mổ mổ. Gà con biết là bây giờ mẹ không cho mình đi theo mẹ. Không cho theo mẹ nữa. Nên thôi mình đi kiếm ăn, kiếm cuộc sống của cá nhân mình. Thấy chưa? Con mình là nuôi lúc còn nhỏ thôi. Còn khi lớn lên phải tập cho con mình theo thời gian mà trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành, trưởng thành. Nên cha mẹ của các cháu cho các cháu vô đây là để trưởng thành đó. Các con được rèn luyện từ tự giặt đồ nè, tự lau nhà nè, đi rửa nhà vệ sinh nè, đi tu nè, nghe giáo dục nè. Nó thấy không? Nên từ nó đó Phật Pháp nó giúp cho mình an vui tự tại là ngay chỗ nào? Là ngay cái chỗ mình tiếp nhận giáo dục. Nên con người mình sống tự nhiên mình có nhiều cái lành mạnh, nhiều cái tốt đẹp. Và mình sống có một tư tưởng. Con người khi nghe giáo dục rồi mình sống cái tư tưởng dữ lắm. Mình nghĩ những điều đặc biệt không mà, mình sống, mình làm những việc lớn trong cuộc đời không mà. Còn cái người mà người ta không tiếp nhận giáo dục á, là người ta sống những ngày tháng cho qua ngày đoạn tháng à. Thí dụ như bây giờ nếu như những đứa không tiếp nhận giáo dục đi, ngoài đời những đứa tối ngày á, những đứa ngày xưa nè, biết quýnh pizza. Cứ là buổi trưa cái là đi quýnh pizza. Nó cứ cầm cái cây quýnh pizza, cái đầu cầm cái cục lơ, quýnh một chút cái tha lơ. Tha lơ cái suy nghĩ, cũng suy nghĩ lắm. Suy nghĩ cái quýnh đường nào trúng cái, còn nếu không trúng thì không có để giò gà cho nó ăn. Phải suy nghĩ vậy đó. Trời ơi, ngồi quýnh một chút, cuối cùng chủ bàn nó ăn tiền mình chứ. Thấy không? Nó nếu như mình không tiếp nhận Phật Pháp, phải là mình đi chơi những trò chơi vô nghĩa không? Nó, rồi đi chợ Ba Tin. Chợ Ba Tin nữa. Đi vô chợ Ba Tin, còn cấp mười mấy tuổi, 17, 18 tuổi đi chợ Ba Tin quá trời luôn. Có mấy cái quần jean mà gách đáy chân. Mới tập chợ Ba Tin nó té ạch. Một là đầu gối, cái quần trắng tư. Hai là nó quạt cái chân ra gách đáy quần hết trơn. Nó tốn tiền quá trời luôn mới đi được Ba Tin giỏi một chút. Đi lui đồ ngon lành cái xạo. Vô đi cái đầu gặp mấy em đồ chọc ghẹo mấy em đồ chơi. Cuối cùng không còn cắt bạc nào hết trơn. Thấy chưa? Không tiếp nhận giáo dục là mình đi chơi những trò chơi gì đâu không à. Mà mắc tiền không à, thấy không? Nhưng mà khi mình tiếp nhận giáo dục cái mình thấy mình nghĩ những ý nghĩa lớn không à. Tự nhiên giờ hướng dẫn ta tu, rồi làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Bây giờ nhiều đứa trẻ trẻ mà trên mạng giỏi á, tại sao các con không lập cái trang mạng internet á, đem những buổi giảng Phật Pháp bỏ vào, dùng trang quảng cáo phóng lên. Để làm chi? Trời, vừa có tiền mà vừa đem Phật Pháp giới thiệu. Làm nhiều cách cho người ta tiếp nhận Phật Pháp.
đem Phật pháp giới thiệu trên mạng. Bây giờ cái nhà mạng là giống như một cái nhà lớn, cái nhà mạng là một cái nhà lớn, nên con người ta vô trong đó, người nào đủ duyên thì vô được cái nhà ngon, còn không đủ duyên thì vô cái nhà hư, vậy thôi. Trong đó đầy nhà hết trơn á. Ai mà may mắn thì bước vô nhà Phật pháp, còn không may mắn thì bước vô cái nhà tầm bậy, vậy thôi. Nên chúng ta cũng lập nhà trong đó cho nhiều. Ai may mắn bước vào cái nhà đó, dùng sức quảng cáo mạnh lên để cho cái nhà Phật pháp nhiều người biết đến. Rồi nói mà làm vậy thôi cũng kiếm tiền được nữa. Rồi xong đem máy nghe pháp, máy niệm Phật rồi giới thiệu trên mạng, rồi bắt đầu bán đồ chay trên mạng, làm được việc có tiền mà, thấy không? Mà vừa nghe được Phật pháp, vừa tu hành được luôn. Trời ơi, sao không nghĩ gì? Nên mình nghe Phật pháp rồi tự nhiên mình có nhiều tư tưởng lắm, thấy không? Tối ngày bây giờ mình sống những ngày tháng ý nghĩa. Bây giờ các cô trong chùa mình không, ngày nào cũng nấu ăn cho cái người ta tu ăn, rồi đi làm việc cho người ta tu không à. Nên ta gặp các cô người ta tôn trọng lắm. Tuy các cô mình còn trẻ trẻ mà ta gặp ta tôn trọng, ta gặp ta chắp tay A Di Đà Phật, đúng không? Mà người ta gặp mình ta hoan hỷ lắm nghe. Nhiều cô mình thấy rõ ràng không, người ta ở xa, người ta đến ta gặp mấy cô mình ta kêu: ô cô Bạch, ồ tôi thấy cô trên mạng kìa, ô cô Diệu, cô trên mạng kìa, ồ mấy cô ngoài còn đẹp hơn trong nữa nghe. Thấy không? Mình đi tu mới được gì á, chứ mình không đi tu làm sao mà được gì. Đó, rồi cô Nhật bây giờ thấy không, cô dạy con cháu người ta quá trời luôn. Cô thấy không, cô làm việc ý nghĩa quá trời luôn. Nó thì phải làm cho nó nghiêm túc, cho nó đàng hoàng. Toàn là những việc ý nghĩa để mình vui không à. Tại sao mà ngày nào Nhật Đức cũng vui? Vì Nhật Đức làm những việc ý nghĩa. Như hồi trưa Nhật Đức đi qua Bảo Tháp á, trời ơi mình ít qua đó, tại mấy đầu tràng giờ đông quá, ít qua Bảo Tháp. Tính ra hơn nửa tháng không có qua bên đó, chỉ qua gặp mấy chú một chút chạy về, chứ không có gặp các cụ già. Bữa nay vô trong đạo tràng Bảo Tháp ngồi ăn cơm chung với các cụ, quý vị biết á, vô một cái mấy bà già bà tập trung bà bao vây lại mình lại, bà mừng. Tự nhiên trong lòng mình ngồi ăn cơm mình cảm giác ấm áp gì đâu quá trời. Sao cuộc đời mình tự nhiên bây giờ ấm áp còn hơn cái gì nữa. Tự nhiên đi đâu cái người ta cũng chạy theo, người ta mừng mình. Cái cảm giác đó vui lắm nghe quý vị. Cái cảm giác mà người ta gặp mình người ta mừng mình vui lắm nghe quý vị. Còn cái cảm giác mà bị người ta liện cùi bắp nó khổ lắm. Giống như mình đi đâu mà người ta cũng ghét mình, nhưng là mình khổ lắm đó quý vị ơi. Nên chúng ta bây giờ học Phật rồi, rõ ràng cái người niệm Phật chờ người hoan hỷ nghe. Những đức thấy rõ ràng luôn. Bây giờ tự nhiên những đức khuyên người ta niệm Phật giết, bây giờ những đức đi đến đâu người ta cũng mừng hết trơn á. Mừng quá trời mừng luôn. Mà người gì đó mà ngày nào cũng gặp nhau mà còn hơn là cách nhau mà nửa năm năm gì không gặp nữa. Những đức thấy rõ ràng luôn, qua bên kia là ngày nào cũng qua. Vậy mà khi lên xe đi về đứng y làm gì nè, mình nói ngộ ghê, ngày nào cũng gặp mà vậy đó, giống như là nó mừng gặp nhau thì sao á. Thì thấy không, cái cảm giác niềm vui là được nhiều người quý thương, mình sống những ngày tháng ý nghĩa, thương yêu người ta. Tự nhiên mình nhìn các cụ già, tự nhiên trong lòng mình thương các cụ ghê. Ngồi trong đạo tràng Bảo Tháp, ngồi trong cái nhà ăn nho nhỏ 120 người, tự nhiên mình nhìn các cụ mình thương các cụ ghê. Mình khuyên mấy anh em trẻ, mình nói mấy anh em cố gắng làm việc này đi, ý nghĩa lắm mấy anh em ơi. Việc này quá ý nghĩa mấy anh em à. Nó bây giờ mấy anh em nhìn mấy bà già, bây giờ mấy anh em mà gặp một cô trẻ nào động tâm mà đi theo các cô được không? Mấy anh em vừa xách gói đi theo đứa nào trẻ trẻ một cái là bà chạy theo bà làm nè. Chưa bỏ con á, chưa sao chịu nổi. Mỗi ngày mến tay mến chân nuôi mấy bà già, sao mà mình vì một tình riêng gì mà mình bỏ mấy bà già được trời. Bởi vì những đức nói lương tâm, những đức dù có gặp sự cố gì trong cuộc đời, những đức cũng bám nuôi mấy bà già chứ nha. Từ khi là những đức không còn duyên nữa thôi à, mình không có gì mình được nữa rồi. Mình vì cá nhân mình là mình cả đời mình sống có vui được. Bây giờ bao nhiêu bà già bà về đây, bao nhiêu con người ta biết mình, mình cỡ nào mình cũng hy sinh cái riêng của mình, cái ngã cá nhân của mình bỏ hết, đều là nghĩ về đại chúng hết, mong đại chúng bình yên là được rồi. Quý vị mà chỉ cần có một cái tâm này, những đức nói thật với vị nghe nghe, những đức phải cảm giác được niềm vui này, những đức mới nói thật lòng với vị nghe là ôi ô nó vui còn hơn là quý vị bay nữa. Vui á. À, cái vui mà mình gặp một sự cố gì mà mình nặng nề mà mình buông được cái, mình nghĩ gì người ta, nó vui không tưởng tượng được. Quý vị thử đi, quý vị tu thử đi. Quý vị gặp một sự cố gì cá nhân mình mà mình vì người ta mà mình quên đi,
Mình gặp sự cố gì cá nhân mình mà mình vì người ta mà mình quên đi, bởi vì sẽ vui chứ bị thấy không tưởng tượng cái niềm vui đó luôn. Cái niềm vui đó lớn dữ lắm, vì người ta nghe, vì người ta vui dữ lắm đó. Nên những đức nói rằng là học Phật là niềm vui lớn nhất của đời người 100% luôn. Chưa bao giờ những đức ngoài đời trên thành phố 11 năm mà những đức vui như là những đức ở trong chùa. Trời ơi, gì đâu mà ngày nào cũng vui, gì đâu mà nó vui quá trời vui, vui vui quá trời vui. Thấy thấy chưa? Bây giờ bao nhiêu nụ cười người ta cười, thấy không? Mình nói chuyện mà bao nhiêu người ta cười, ngoài đời mình nói chuyện có ai cười đâu. Nó bây giờ rõ ràng luôn nè, những đức đi qua chùa mới, mấy thằng trai á nó gặp những đức nó chạy ra cả trăm thằng, nó chạy ra làm nè thở. Những đức đó đúng là fan hâm dọ, tại vì nó đang chẻm dép nè, nó cầm banh cầm dép cầm cây, nó chạy ra mà sẵn chạy ra nó cầm luôn, rồi nó cầm ra. Mình nói thật đúng là cái fan này kinh khủng. Thì như đức nói chú Tiên chạy nhanh chú Tiên, tại vì nó chạy ra nó làm nè, cầm dép cầm cây mà nó làm nè thái thái. Mình nói tôi sợ quá trời sợ này, fan hâm dọ chạy nó hâm dọ hay sao làm tí ghê quá, thấy không? Mà nó mừng khi gặp mình, nít cũng vậy luôn. Mà đây những đứa chạy xe một vòng cũng như những đứa thấy mấy nhỏ gái nhỏ nhỏ nít nít nó gặp mình nó mừng thấy ghê, rõ ràng không? Cuộc đời của người mình mà sống vậy nó vui cỡ nào quý vị, nó quá trời vui luôn. Chứ mình sống làm chi mà lầm hùm lầm hổ chi cho nó mệt đi. Không, nói thật sự quý vị biết, mình mà làm khó khăn bản thân mình cũng khó chịu, mình làm khó khăn bản thân mình khó chịu, mình mà dễ tính rồi bản thân mình cũng dễ chịu nữa. Thật sự quý vị nghe, mình cho người ta ăn nhiều thì mình được ăn nhiều à. Cái này là xác thực 100% luôn. Những đức thấy rõ ràng qua đạo tràng nào những đức cũng kêu nó ăn ngon chứ. Thì những đức ngày nào cũng được ăn ngon hết chứ. Những đức chơi ngặt thiệt quý vị biết. Thứ hai bên đây nấu, thứ ba bên kia nấu, thứ tư bên kia nấu, trở lại thứ ba, thứ năm bên đây nấu, trở lại thứ sáu bên kia nấu, trở lại thứ bảy bên kia nấu. Cuối cùng những đức ăn luôn 6 ngày. Ngày nào cũng được ăn hết trơn, ngộ không? Đó, nên quý vị nhớ nè, mình keo kiệt với người là đang keo kiệt với mình, phải không? Mình mà keo kiệt với người là đang keo kiệt với mình chứ gì nữa. Nên mình là người học Phật nghe, mở tâm lượng ra, mở tâm lượng ra đi. Ôi ôi, làm được tiền bạc cực khổ, cứ bố thi cung dường, không có sao đâu, không có mắc ở đâu đâu, sợ. Nó thiệt luôn á. Những đức nói bây giờ chuẩn bị khiếm thị tới nè, chắc khiếm thị nhắc rồi đó. Những đức thấy cái mồi khiếm thị nhắc rồi, mấy ngày nay trong lòng nghĩ tới khiếm thị nữa rồi, là sắp tới rồi đó. Lần nào như khiếm thị mà nhắc những đức là nó cảm tới rồi, là tự nhiên trong lòng mình tu niệm Phật hay gì là giảng pháp tự nhiên nghĩ tới khiếm thị. Nó ngộ chưa? Nó lạ lắm, mới giảng đâu mà tự nhiên trong đầu óc bây giờ tối ngày cứ nghĩ lợi ích cho người ta không. Như chương trình khiếm thị tại sao mà những đức vui dữ vậy? Vui lên mà sặc cơm luôn. Nó quý vị nghĩ đi. Nó tổ chức nguyên cái chương trình khiếm thị, toàn là người ta có không chứ mình có cái gì đâu. Vui quá trời luôn, thấy chưa? Nó rõ ràng không? Cái cảm giác của những đức là cảm giác được gì phải không? Cho ra còn vui hơn được nhận. 100% luôn, cho ra vui hơn được nhận. Có cảm giác này á. Nên tất cả những người mà có được cái cảm giác này đặc biệt cái lắm. Cho ra vui hơn được nhận. Tập cả đời thích cho ra, không thích nhận lại. Cả đời mà được như vậy vì thấy cái phước bị lớn cỡ nào. Phước lớn cực kỳ lớn luôn. Đừng có bao giờ đòi hỏi, cứ cho ra đừng có đòi hỏi. Cái tâm của người mình á, cứ cho ra là tự nhiên mình còn vui hơn cái mà mình được nhận nữa. Thấy không? Nó tập đi. Nó tất cả người tu đang tập đi. Thấy mà chị em mà được cái gì hơn mình mừng. Biết mừng được không? Tập đi. Đừng có thấy người ta hơn mình tức. Thấy không? Đừng có ganh tị. Trời ơi trời. Ganh tị làm chi? Gái, đàn bạn gái nó ưa ganh tị lắm. Nhưng mà nghe những đứa viết rồi nó hết ganh tị. Ganh tị làm chi vậy?
Cái người mà thường ganh tị là con người hẹp hòi. Mà người hẹp hòi là người gì biết không? Người gì? Người quỷ. Hẹp hòi, ganh tị, tham lam kết hợp luôn. Tham lam, hẹp hòi, ganh tị. Ganh tị, hẹp hòi, tham lam. Tham lam, hẹp hòi, ganh tị. Nó một nguyên lý. Từ tham mà sanh ra đó. Nên từ nơi đó mà người đó là người gì? Người quỷ. Thường cứ ganh tị. Thấy người ta ăn hơn mình cũng ganh tị. Thấy người ta đẹp hơn mình cũng ganh tị. Thấy nhỏ kia cao mình cũng ganh tị. Thấy nhỏ lỗ mũi cao mình cũng ganh tị. Thấy nhỏ kia hô mình cũng ganh tị. Ngộ tới ghê luôn. Bây giờ mấy nhỏ gái ngồi đây nè, các con nghe như Đức nói đúng không? Đi vô trường học thấy con nhỏ nào bữa nay bận bộ đồ đẹp là con gái nó ghét rồi. Nhìn tướng mặc đồ thấy ghét. Nó xong nó chề môi, chề mỏ vậy đó. Đàn bạn gái là chuyên gia vậy. Chứ đàn ông mà vậy thì nó có phải đàn ông không? Không lẽ đàn ông mà không lẽ thấy người ta hơn mình cái trời ơi, đàn ông mà vậy chắc thôi chịu thua luôn. Không có đàn ông nào mà kỳ cục vậy chứ, biết không? Nó nên mấy chú bên cạnh những Đức mà ông nào mà kiểu mà đứng gần những Đức mà tự nhiên đang đứng vậy mà tự nhiên làm vậy nè, là những Đức nghi ông này có vấn đề. Không có đàn ông nào mà kỳ cục vậy. Đàn ông nào mà đứng mà kiến mà làm gì mà là không giống một chút xíu rồi đàn ông chứ, nghe không? Nó có một lần ông Kiệt ông đứng trên lóc nhà mà nhìn Đức đi ngang, thì Đức kể câu chuyện này mấy lần rồi đúng không, kể với cho nó mắc cái tâm nó luôn. Vậy mà ông ngồi lóc nhà mà ông kêu cái chú nào ở dưới đất, ông kêu ông làm gì nè, đá 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 đá. Xong những Đức nhìn lên, những Đức nói nè, ai hả, ai có mẹ nào á? Có mẹ nào mà kêu thấy ghê quá vậy? Mình biết ổng, mình mới kêu vậy. Cái là ổng lú đầu ra, ổng gặp những Đức nói, ai đâu? Không, mấy ông này mà nếu mà không phải bên cạnh những Đức dám á nha. Dám cũng mấy mẹ á. Mà giỡn đâu, mấy ông này cũng yếu đúng không? Yếu à, trắng trẻo mà nhìn thấy gì đâu mà công tử bột à, giống như chú Hiếu chấn tư ha. Mà nhờ bên cạnh những Đức với cũng mạnh á. Những Đức đâu có chịu bên cạnh những Đức mà gì là không có chịu rồi. Kiểu gì là không có chịu rồi. Bởi vì lâu lâu rồi gặp mấy ảnh mà cầm miếng vải đỏ mới làm nè. Đức đó bỏ biết dạy xuống tới mấy ông là không ổn rồi đó nghe. Thấy không? Không mà bây giờ cái bệnh này nó nhiều lắm nghe, bệnh này nó nhiều lắm. Hoặc là chú nào đứng gì, chú nào không đứng gì, cái mấy ảnh lợi mấy ảnh lấy cái tay để lên vai làm nè, là như Đức nói ê, cái kiểu này tôi thấy không ổn, mấy ông tránh ra chỗ khác, đừng cứ làm cái tình hình này viết nó thành hình luôn. Đúng không? Ghê lắm mấy vị ô. Mà cả mà nữ với nữ nha, mà gần giết mà không khéo nó cũng bị bệnh, bệnh kỳ lắm. Đúng không? Nên mình coi mà trên tivi mà thấy mà bây giờ con gái làm đám cưới á, mình thấy gì đâu mà mình thấy nó tội nghiệp quá. Còn trai trai mà hung nhau thấy nó mắc cỡ ghê. Hai thằng trai mà làm đám cưới hung nhau á, ghê lắm. Đúng không? Nào, nên từ nơi đó không quay phim bình thường, nó nói tao nói kệ người ta, nó không được mệt ghê. Quay phim đại điêu lạo gì nhé mà cứ trốn ngoài chuyện. Nãy giờ nói không quay mà sư cô hoài. Không dám đi ra quay mà sư cô từ sớm đó giờ luôn. Lên chú coi phim toàn thấy sư cô già này không. Lại quay mấy cô trẻ trẻ đi. Em qua xuống quay mấy đứa nhỏ gái nhỏ nhỏ chứ kìa. Tự nhiên mắc cỡ đứng đây quay sư cô hoài. Làm gì đi ra bàn hung linh luôn rồi trời.
đúng không? Không mà gặp những đức mà chọc cái kiểu này với cũng gan cái gì, chọc với cho mấy ảnh gan, mấy ông này cũng yếu. Nên mỗi lần mà múc rồi cầm cái muỗng gì múc bên cạnh những đức á, mà cầm muỗng mà múc gì mà cầm cái tay gì nè, là những đức nó cầm lại cái tay đàn ông trai phải cầm cho nó cứng rồi xuống như chứ làm gì mà con trai mà cầm cái muỗng cầm gì nè. Không yếu ớt gì được, thấy không? Đó, nên không, hình như là thanh niên bây giờ nó không được mạnh như ngày xưa nha. Đúng không nhận không? Cái thờ của mình thanh niên nó mạnh đó nhận không? Cái thờ lam lũ cực khổ thanh niên nó mạnh mẽ. Bây giờ làm như đi học nhiều quá, không có làm lụng á. Giết con trai với thịt con gái. Con trai, mà bây giờ con trai ngộ lắm nghe. Con trai bây giờ tha son, đánh kem, rồi gắn lông mi giả. Con trai bây giờ mà làm vậy luôn á, nhìn nó ngộ lắm. Nó từng nơi đó mà nó yếu ớt. Nó bởi vì nhìn ba thầy mình không? Đúng là nhìn các thầy thật là cao ráo. Nhìn các thầy thật là cao ráo. Nó phía sau mấy chú đồ mạnh mẽ, chú mạnh đồ ngồi ngon lành chưa? Quay chú mạnh đồ cái mấy chú. Không, nhận đức nói công nhận nha. Cái buổi giảng chúng này vui ghê. Bởi vì mình nghĩ, mình nghĩ bây giờ mình cứ giảng cho người ta nghe không mà không chịu giảng chúng. Bởi vì có một buổi này gia đình mình thấy vui, quý vị thấy không? Nguyên một cái gia đình người ta mà vui thấy ghê chứ. Ở nhà mình có hai ba người mà cứ lục đục hoài, vợ đi ra chồng đi vào, cái mặt kênh kênh câu mâu khó chịu, thấy không? Còn người ta đông gì mà mặt ai cũng tươi rói, ai cũng vui. Mặt vui đi chúc cho người ổ bánh mì. Không, hôm nay không phải bánh mì nghe. Này bánh này, bánh này cái chữ gì tôi cũng không biết đọc. Bánh con còng, đúng không? Chúc tặng cho người cái bánh. Mấy đứa nhỏ bữa nay á, nhận đứa kêu mấy cô gọt xài chấm muối ớt ngon lắm con ơi. Sạc chấm muối ớt ngon lắm. Đúng không? Nói chút rồi cháu Dư Thí đâu lên chảnh ngồi chơi cho nó vui. Nói mấy thằng trai nhỏ nhỏ kệ cho lên chảnh ngồi luôn cô Nhật. Nó xài chấm muối ớt nó ồ nó ngon gì đâu. Nghe nói là chạy được miếng hết thiên pháp luôn. Không mà ngộ nghe xài mà sao mình nghe tới xài là mình chảy nước miếng rồi ta. Với me, xài với me. Mà con gái nó thích ăn xài chua lắm nghe. Nên nãy như Đức thấy ba bốn bọc xài, như Đức kêu mấy cô gọt xài với muối ớt cay cay á, ăn xong cái ăn chôm chôm chán miệng. Nó có thêm cái bánh lót dạ, nước nôi nó tội không. Vô đây á, ở trong đây á, tôi thương tôi lo hết lòng đó, mà còn nói tôi này kia nó tội chết. Thấy mấy người sao mấy người nhiều chuyện từ khi còn nhỏ luôn. Nhiều chuyện, nhiều điều kỳ cục tới ghê. Thấy không? Cái này làm như con người mình sanh đến cuộc đời này nhiều chuyện bẩm sinh đó vậy á. Mình nói thiệt chứ, từ xưa tới giờ mình chưa có từng thấy cái mở cái trường học nhiều chuyện nào ấy. Mà sao con người mình nhiều chuyện giỏi quá. Mình đâu có thấy mở trường học nhiều chuyện đâu quý vị. Đa phần là trường học dạy chữ nghĩa, rồi trường học dạy ăn, dạy nói, dạy gói, dạy sách về nhà. Rồi trường học dạy môn này môn kia. Chứ đâu có cái trường nào dạy nhiều chuyện đâu. Mà không biết ai là người phát sinh ra cái môn nhiều chuyện biết. Mà văn tự nhiều chuyện nó cũng phong phú lắm nghe. Rồi chưa có từng nghe cái trường học nào mà dạy chữ lộn. Mà chữ lộn là cũng chữ có văn, có hoa. Chữ mà từ đời ông cố tổ mình nó chữ dài xuống nó chữ. Chữ kinh khủng lắm. Chữ lộn cũng cao thủ lắm nghe. Mà mấy cái trường này là không thấy. Đúng không? Đó, nên ví dụ đi vô chùa người ta dạy đàng hoàng ngon lành. Nhưng mà cái túc nghiệp túc căn ấy vậy. Nên mới nói là nhiều chuyện bẩm sinh. Có chút xíu gì thôi cũng nhiều chuyện. Chút ẻn cũng nhiều chuyện. Nghe không?
có chú nhỏ siêu siêu, nhỏ tí tì à, dễ thương, trắng trắng vô á. Gặp nhà Đức chạy lại, hỏi con ở nhà con làm gì? Dạ bán chôm chôm. Chút xíu à, xíu xíu à, bán chôm chôm. Bán chôm chôm với bán xài. Hỏi chi con? Để kiếm tiền đem vô Tam Bảo cúng dường. Tàu ô có chút xíu xíu gì nè. Khôn gì đâu mà khôn thiết ghê. Kinh khủng thiệt mà khôn lắm. Mà gặp những đức là thích lắm. Chứ mấy cô mình kêu là khi không lợi đó. Nói với mẹ vậy nè, người ta là con trai. Mà mấy cô cứ kêu là nựng người ta không à. Ảnh ghê cho xíu xíu vậy nè. Đúng là con nít bây giờ công nhận khôn thiệt quý vị. Quá khôn luôn á. Ồ mà thằng dễ thương thiệt, chắn tư. Thằng nhỏ nhất đó, hồi chiều mới vô á. Nó là gì? Nó Hưng. Dạ Hưng đúng rồi. Nó ảnh là được nhiều người ngưỡng mộ lắm đó nghe. Dễ thương nhưng mà dễ thương thì sao mà ngoan á, người ta mới thương hoài. Chứ lì là người ta không thương đâu. Nó nên hỏi mẹ gì nè. Mẹ ơi, hồi nãy con ra phía sau con thấy xài với chôm chôm giống của chùa, giống của nhà mình quá. Ảnh nói xài chôm chôm giống nhà ảnh. Anh nói bộ mẹ đeo vô đây hả? Khôn ghê thiệt chứ. Không, con nít mà nghe quý vị, ăn chay từ trong bụng nè, biết niệm Phật nè, thông minh dữ lắm. Cực kỳ thông minh luôn, đúng rõ nè. Cái người ăn chay niệm Phật thông minh lắm các bé nhỏ ơi. Mấy nhỏ gái nè, các con mà ăn chay niệm Phật nghe, các con đẹp lắm. Trời ơi, những đức ngày xưa nó xấu còn hơn là cái con cá sấu. Hiểu không? Vậy đó mà bây giờ còn coi được, thấy chưa? Nó nên có đứa bé nhỏ xíu xíu kia, nó gặp như đứa nó hỏi vậy nè. Dạ thưa thầy, vì sao gọi là trái dưa gan vậy thầy? Nhỏ xíu xíu không biết sao, ai hỏi nó. Nó lỡ nó hỏi tôi không biết trả lời sao. Lỡ nó hỏi dạ thưa thầy, vì sao mà kêu nó là trái dưa gan? Những đức nói gì nó gan. Nó gan nên kêu nó trái dưa gan. Rồi nó hỏi nữa, nó hỏi vậy nè. Dạ thưa thầy, vì sao kêu trái sầu riêng vậy thầy? Hỏi gì đâu mà tôi mà gặp mấy cái người gì nghe pháp mà hỏi cái này chắc tôi chết chứ. Hỏi vì sao mà kêu là trái sầu riêng vậy thầy? Mà chút xíu xíu à, không biết sao mà hỏi mấy câu gì đâu mà không trả lời được. Những đức nói vì nó thích buồn một mình nên kêu nó là sầu riêng. Còn nó hỏi nữa, nó hỏi là vì sao nó thích buồn một mình vậy thầy? Những đức nói vì lúc người ta buồn nó không có chia sẻ cho người ta, nên nó ích kỷ nhỏ mọn, nên cuối cùng khi tới nó buồn không ai chia sẻ cho nó, nên nó thành buồn một mình nên gọi là sầu riêng. Không mà cũng có lý quý vị. Thí dụ như lúc người ta buồn, người ta cô đơn mà mình không bao giờ giúp đỡ người ta, là khi mình buồn mình cô đơn mình lãnh đủ nên gọi là sầu riêng. Thêm cái nữa, sầu riêng là gì? Sầu riêng là gì? Bạn nhiều gai góc. Ý nói một con người mà phiền não, sân si, nó bồ đề gai mọc ra thì ai cũng tránh nên gọi là sầu riêng. Đúng không? Cái trái sầu riêng người ta cầm người ta sợ lắm. Mà công nhận nhà vườn giờ ta khôn ghê nghe. Mà sầu riêng cấp còn có bé lớn nè, cái ta lột vỏ trái sầu riêng ra, xong cái ta nuôi nó lớn lên. Bây giờ nó đang bán sầu riêng không gai. Ồ nó bán đắt ghê luôn. Sầu riêng không gai. Vậy mà người ta mua quá trời mua. Cái bà kia bà mua về bà ăn. Bà ăn xong bà nói thì gai không gai gì cũng là hộp sầu riêng. Vậy mà nó bán mắc ghê. Không mà ngộ cái nó hay công nhận nghe. Nó lột cái trái sầu riêng ra ông nhận không? Rồi đầu nó nuôi cái trái sầu riêng mà thành ra cái trái sầu riêng không có gai. Ông nhìn y gan là trái, cái trái cái gì? Sa la của chùa mình vậy đó. Cái trái sage sa la gì đó chùa mình á. Cây sa la. Y gan luôn, nó chùi lũi vậy luôn, không có cái gai nào chứ. Vậy mà nó bán sầu riêng không gai.
người ta thấy lạ quá, người ta mua quá trời mua, cuối cùng người ta về lột ra thì cái hộp y gan như sầu riêng có gai thôi. Mà ngộ công nhận người ta thông minh nghe, người ta nghĩ nhiều cách ghê. Bởi vì mình thấy không, trong cái cuộc đời của người mình á, mình thấy mình học Phật pháp là mình hạnh phúc. Vì sao? Mình biết đủ thường vui. Nên những người mà ngồi đây là những người có phước báo lớn lắm nè, mà được trong ngôi nhà, ngồi trong ngôi nhà Tam Bảo, hiểu không? Rồi nghe Phật pháp, rồi biết niệm Phật, rồi sống có ý nghĩa. Nó nên nói là học Phật là niềm vui lớn nhất của đời người, niệm Phật thành Phật là niềm vui chung cuộc của đời người. Nhớ nha. Nếu như cuộc đời mình mà mình không gặp Phật pháp, mình sống ngoài đời, thì đến chung cuộc đời mình là gì? Có giàu có cỡ nào thì mình cũng là gì? Đất đai cò bay thẳng cánh cũng là chôn có chút xíu thôi, có cầm gì theo được đâu. Còn bây giờ mình học Phật niềm vui mỗi ngày sống cả đời, rồi mình biết niệm Phật thành Phật là niềm vui chung cuộc của đời người. Khi cuối cuộc đời của mình niệm câu Phật hiệu để Phật rước mình về cực lạc, mình thấy hạnh phúc chưa? Quá trời hạnh phúc luôn. Rõ ràng không? Nó, bây giờ tất cả các sư cô, các thầy nè, các chú nè, các cô nè, các cụ nè, các bé nhỏ nè, các Phật tử nè, phải rõ ràng không? Niệm Phật thành Phật là niềm vui chung cuộc của đời người. Còn nếu như mình giàu sang phú quý mà mình không học Phật pháp, mình không niệm Phật, vậy cái chung cuộc đời mình là gì? Toàn là mình gần chết, mình muốn bám víu người thân không à. Cái người mà mình mà không học Phật, nghe khi mình gần chết đa phần là Con Của cái. Nên cái người mà người ta không học Phật, người ta chết nó ngộ lắm á trời. Chết mình thấy ông kinh khủng lắm. Mà mắt gì có của cả con ta thiếu nợ chưa trả. Chết kiểu đó là tiêu đời rồi đó, thấy chưa? Nên mình niệm Phật thành Phật là niệm vui chung cuộc của đời người. Nên cái người niệm Phật khi cuối cuộc đời người ta tự tại lắm, ta chết đa phần nhắm mắt miệng khép, rồi từ khi hô những đức thì mở. Hồ ốm quá rồi mở ra chứ sao khép được, hiểu không? Mấy người mớm là đa phần khép. Mấy người nào mà mớm là đa phần khép, vì coi trong chùa này ai mớm là biết chết là thế nào cái miệng cùng. Cái người mà mớm là khi chết là cái miệng gì không nè. Môi dưới nó dãnh ngược lên, nó chùm lên môi chết, nên không bao giờ mà nó hả miệng được. Còn cái dạng hô á, là hai cái hàm này nó bự quá, rồi khi nó ốm thì da này nó gịch hai bên này mảnh ra, thì lúc đó cái miệng nó gì nè. Nên tôi nói mấy người nghe, cái người hô niệm Phật giảng sanh á là ít nhắm mắt, thường hả miệng, đó là tố chất của người ta. Nên mai mốt mà tôi mà hả miệng mở mắt nói tôi không giảng sanh là tôi không có chịu. Nói trước cho mà nghe, hiểu chưa? Nó hô mà, bây giờ người ta mập nên nhìn đỡ hô, chứ mai mốt mà người ta ốm lại là hô á, giỡn đâu. Nên từ nơi đó vị thấy ông nó tự tại, phải không? Nghe cái đoạn cuối này quan trọng nè, niệm Phật. Nên tất cả người trong chùa mình nghe, nhớ nghe, chùa mình đầy đủ là ngay chỗ đi đứng nằm ngồi niệm Phật, nghe không? Mặt ai nói ngã nó nghiêng, còn ta cứ giữ như kiền ba chân. A Di Đà Phật. Cứ niệm Phật đi là đặc biệt rồi ha. Chúc đại chúng an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.